máy đắp bờ cơ khí đứng số 9, địa chỉ Vĩnh An, Châu Thành, An Giang, đã giao về cầu Tân An của Tân Châu, tỉnh An Giang. Đây là chiếc M7000, đây là chủ máy cày. Số điện thoại cơ khí đứng số 9 là 0963 764 552. Quý khách có nhu cầu vui lòng xin liên hệ số điện thoại này để gặp anh Tấn và gác hàng được phục vụ quý khách.